Xin chào tất cả các anh em nha. Video đang hướng dẫn cho các anh em tham gia chương trình góp nhận 2 token GFIC để mở tô khoảng giá có khoảng 10 đô các bạn. Để mình vào mình check website nha các bạn chờ mình một chút xíu thôi nha các bạn. Để mình vào mình check website cái nó đã list sàn con nào các bạn. Vì mình đã biến qua bên coi cấp cô mình coi các bạn. Có mấy cái cáp này nọ mình coi cũng vẫn được mà. Nhưng mà mình gọi token nó hết lên khá là ngon các bạn. Này chương trình gấu 2 nè. Nó sẽ list lên sàn Binance, Uniswap, FTX và sàn KuCoin nha các bạn. Năm sàn này là năm sàn nó khá là nổi tiếng đang hot hiện nay nha các bạn. Rồi để tham gia giá các bạn click phần link mô tả của mình, mở cái Telegram ra, bấm nút start chat chatbot nha các bạn. Rồi là nhiệm vụ đầu tiên các bạn phải lướt captcha AC TS CTS. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là các bạn phải bấm continue. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng like kênh group bên trailer cũng như thường được nhiệm vụ thường xuyên các bạn làm ai góp các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại like tiếp kênh channel luôn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi theo world thì các bạn follow like và retweet inbox tăng 3 người bạn các bạn nhập vào theo world các bạn. Rồi các bạn chờ mình một chút xíu các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi thì các bạn cũng đi tiếp với comment bài đầu tiên, bài game của dự án nha tất cả các bạn like nè. Các bạn test với bình luận nha các bạn. Rồi các bạn ghi username 3 người bạn các bạn vào qua cộng nè. À chết bà. Các bạn thông cảm các bạn vì cái Telegram cái server cũ của mình nó bị phá hạt rồi nên Telegram mới của mình để mình tìm những người bạn của mình. Nè biết đúng không? Rồi cậy đi 1. Các bạn lưu ý các bạn thường xuyên test 3 người bạn thường xuyên của tất cả các bạn test. Lồn là coi chừng bị khóa các bạn. Rồi. Các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Đâu mà hoài tự. Rồi các bạn cũng trở lại cũng bấm vào follow theo word. Và like là quý inbox tiếp theo nè, bảy của nó nè các bạn. Nó tới 2 kênh chỉ đợi các bạn ơi. À 1 kênh nè các bạn ơi. Hai kênh. Kênh này mình đã follow rồi, các bạn chỉ việc like và tweet lên một bài thôi. Một cái bài ZTC nè các bạn. Nè gấp hồi nãy mình dự án mình mới làm phải. Bài nào ta? Rồi các bạn like bài nào cũng tweet lên bài nào cũng được nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại đi. Rồi các bạn cũng trở lại cái mod Telegram của mình tiếp tục nha các bạn. Rồi giờ bấm nút submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn cũng mở cái username Telegram mình ra nè. Đây thì mình hướng dẫn cho tất cả các bạn. Hơi khó quá. Các bạn mở trang cá nhân Telegram của mình, các bạn vào setting copy username Telegram của mình 1133 các bạn. Vì mình quay lại mình lấy thì nó trở lại hơi lâu cho tất cả các bạn. Rồi các bạn cũng mở điền vào username theo word của bạn như cũng như thường lệ thôi các bạn. Cộng MMO Ngọc Anh. Rồi các bạn gỡ nha. Rồi các bạn mở địa chỉ chút wallet, Mesa wallet, MetaMask, in token ra các bạn. Chạy nền tảng ECMR. Rồi các bạn mở ra các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm gạch nhịp trên xa tiết nè. Là tài khoản của mình nè. Rồi tôi cần nó sẽ cập nhật sau nha tất cả các bạn. Rồi vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia dự án đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Ủa nó mình đã nhận 2 token rồi quên đi.